Thời gian vừa qua, câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng Công Chân Từ Đình Khánh và bà xã Trần Thương đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Đình Khánh và vợ cũng phải nhận không ít lời bàn tán từ mọi người xung quanh, đặc biệt là những ngày gần đây, càng có nhiều người bình luận khó nghe hơn. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Từ Đình Khánh thường xuyên chia sẻ hình ảnh thường ngày của hai vợ chồng và nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Nhà nhà người người đều đang tất bật chuẩn bị những công việc cuối năm, vợ chồng Từ Đình Khánh cũng vậy. Đình Khánh đã có đôi lời tâm sự vào ngày cuối cùng của năm 2022 như sau. Hôm qua, em hỏi anh người ta nói xấu em, anh không bảo vệ em à? Có chứ, lúc nào mà anh không bảo vệ em? Chỉ là những lời nói đó của họ mình không nên chấp hay phân bua thôi em. Không việc gì phải rước phiền não làm gì cả. Việc của mình là cứ sống sao cho cuộc sống của mình. Yêu thương nhau và chăm sóc nhau là đủ. Sống làm sao để lúc nào mình cũng luôn cảm thấy tươi đẹp cuộc đời. Đẹp trong lời nói, đẹp trong hành động thì mới là điều cần nghĩ nhiều hơn. Bên cạnh đó, chàng trai Công Chân cũng đăng hình ảnh kèm hạnh phúc hai vợ chồng dịp cuối năm. Cặp đôi cùng nhau vào bếp làm món kim chi siêu to khổng lồ để hâm nóng tình cảm. Qua những gì nam YouTuber đăng tải trên mạng xã hội, dân tình có thể thấy anh quan tâm chăm sóc vợ ra sao, nhất là kể từ khi cô mang thai. Những câu chữ Khánh viết ra như sự chiêm nghiệm cũng như sự trưởng thành thấu hiểu trong suy nghĩ và là lời khẳng định cho tình yêu mà chàng trai dành cho vợ. Mặt khác, anh viết những điều này như muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng thay vì bàn tán chỉ trỏ, hãy thấu hiểu nhiều hơn cho vợ chồng anh. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết nhận được sự đông đảo tương tác của người hâm mộ. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu này. Ngoài ra, nhiều người gửi lời chúc phúc năm mới cũng như động viên đôi vợ chồng trẻ. Trước đó không lâu, nhất là từ khi vợ anh có tin vui, càng có thêm nhiều bình luận khiếm nhã hơn. Sau nhiều lần im lặng, cuối cùng Tô Đình Khánh cũng đã lên tiếng đáp trả khi bị nói vợ vất vả vì lấy mình. Cụ thể, một tài khoản lạ đây là bình luận kém duyên rằng anh phải thương vợ nhiều hơn. Hiếm có phụ nữ nào chịu hy sinh nhiều như vậy. Đọc được bình luận này, Tô Đình Khánh đã làm hẳn một clip riêng để lên tiếng đáp trả. Anh cho biết người ta nói vợ mình sẽ vất vả khi lấy mình. Ừ thì cũng đúng, vì phải hy sinh nhiều thứ hơn. Rõ ràng mình đâu thể như người bình thường được, nhưng mình sẽ bù đắp cho vợ bằng cách khác. Bên cạnh đó, Tô Đình Khánh cũng nhắc đến bình luận tiêu cực nhằm nhắm vào gia đình mình. Anh chia sẻ: những lời nói coi thường hay chê bai, mình chẳng quan tâm, mình chỉ quan tâm mình sẽ làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn. Trải qua bao sóng gió, hiện cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Dù cơ thể không được trọn vẹn như bao người, thế nhưng anh vẫn thể hiện rất tốt vai trò của một người chồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.